Nói chứ tầm cỡ của mình bây giờ mình làm hết những cái việc ý cũng có chục tỷ đánh một lệnh. Một chục tỷ mà mình chắc là ăn được 1, 2, 1, 3, bạn biết rồi đúng không ạ? Ăn phát được 20 tỷ, 30 tỷ. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm kênh Nhà Đầu Tư Nội Trợ. Lại là mình đây. Chắc hẳn là cái cú sập chiều tối ngày hôm nay làm cho nhiều người đúng là cũng khá là buồn đúng không ạ? Tuy nhiên là nếu như những anh em nào mà follow cái kênh của mình thời gian gần đây thì có thể là đã có một cái mức lợi nhuận khá khá rồi. Vào ngày 19, tức là hôm nay đã ngày 23 rồi. Mình đang làm một clip này hiện tại là đêm ngày 23, rạng sáng ngày 23 rồi. Và cái clip này mình làm thời điểm đó là cũng vào rạng sáng ngày 19, tức là khoảng 4 ngày trước, 3 ngày trước. Mình đã có một cái dự đoán rằng là, một cái nhận định rằng là, mọi người nghe một chút ạ. Mình e rằng là Bitcoin nó sẽ lại một lần nữa tiếp tục xuống test cái vùng 31.000, 30.000, 31.000 này một lần nữa. Mọi người thấy đúng không ạ? Mình đã có một cái nhận định về cái câu chuyện rằng là Bitcoin nó sẽ phải xuống, và bởi vì ở trong cái phần clip mình nói bị thiếu, và ngày buổi trưa của ngày 19 lúc khi mà mình xong công việc, mình có thể update thêm với mọi người rằng là mình vẫn ủng hộ cái quan điểm là Bitcoin nó sẽ phải bị xuống. Và nhưng mà quan trọng nhất rằng là mọi người phải để ý rằng là các cái vùng hồi nó sẽ khá là dài và mọi người phải stop loss, bởi vì là mình biết rằng là trong cái thời điểm đó cái cú hồi nó sẽ rất là dài, hoàn toàn có nhiều anh em có thể là bị kill short bởi vì những cái cú hồi đó thì mình có nhắc nhở. Thì đúng vào cái thời điểm đấy thì chúng ta đã đều biết đúng không ạ, thời điểm mà mình làm clip thì giá nó mới chỉ còn, giá nó đang ở đây và nó có một cái nhịp hồi lên đến đây. Thì đúng như những cái gì mà mình đã chia sẻ với mọi người, mình luôn nói với mọi người rồi, mình nhận định như thế nào thì mình sẽ đánh như thế. Mình đã chịu trách nhiệm một phần, mặc dù tất cả những lời khuyên của mình thì đều không phải lời khuyên đầu tư, nhưng mà mình đã đưa ra nhận định thì mình biết là sẽ có ảnh hưởng đến một số anh em, cho nên là mình sẽ nói thế nào thì mình phải làm như vậy. Nếu như mà mình sai thì mình sai cùng mọi người, còn nếu như mà mình đúng thì chúng mình cũng đúng cùng nhau. Mình hy vọng rằng là, nhưng mà mình luôn phải cảnh báo mọi người nhé, những cái nhận định này, nhất là những cái nhận định về thị trường trong ngắn hạn thì không có gì để nói tài nói giỏi được cả. Có thể giai đoạn này mình bám sát thị trường, mình phân tích tốt, nhưng cũng sẽ có thời điểm mình sẽ bị sai. Vì vậy luôn luôn trong câu chuyện mình đặt ra với mọi người đó là gì ạ? Chúng ta phải quản lý vốn và chúng ta phải đề phòng cho những trường hợp tăng thì sao và giảm thì sao. Đó là cách mà mọi người sử dụng thông tin ở kênh của mình, và mình sẽ nhắc đi nhắc lại nó rất nhiều. Bởi vì mình là một trader, mình không bao giờ mình muốn đi dự đoán một cái điều gì cả. Thị trường là luôn bất định, không ai biết được ngày mai nó có vấn đề gì. Nên đối với một trader thì chỉ là gì ạ? Chúng ta tìm những cái dấu hiệu tốt, những cái điểm vào đẹp, và chúng ta đặt cược với cái số vốn chúng ta chấp nhận được và chúng ta quản lý được số thua. Còn lại thì nếu như chúng ta đúng thì để cho thị trường nó quyết định. Và mình có nói rằng là mình sẽ đợi một cái nhịp hồi để mình bán. Sau đó thì mình có khớp được một cái lệnh ở cái vùng giá 36.000 này. Mình 36.066 và đóng ở 33.881. Mọi người đúng không ạ? 36.066 đây. Đây là cái vùng mà khớp lệnh. Mình khớp lệnh ở đây nhưng mà mình cũng phải chờ đâu đó khá là lâu thì giá nó mới đi xuống đúng theo cái ý định của mình. Nhưng mà thông thường mình đã mở lệnh rồi thì mình mặc kệ nó, mình không quan tâm đến nó nữa. Và cuối cùng thì với một cái lệnh mà stop loss cộng với cái lần khớp lệnh này thì mình thắng lệnh này được 3%. Bám theo cái nhận định thành xuống của mình. Tiếp tục, vì mình biết rằng là giá nó sẽ tiếp tục xuống cái vùng 31.000. Mặc dù nó đã có một cái cú hồi đúng không ạ? Một cái cú hồi lên rất là mạnh như thế này. Nếu như mà mình có thời gian theo dõi thị trường ấy thì chắc là mình đã mở được một cái lệnh short tiếp tục một lần nữa ở đâu đó cái vùng này, và mình sẽ ăn khá dài đấy ạ. Nhưng mà bởi vì mình không có thời gian theo dõi thị trường thời điểm đấy, cái ngày 21 là cái ngày mình rất là bận và mình đã phải đứng ngoài thị trường, mình không để ý được cả ngày mình nó diễn ra như thế nào. Tuy nhiên rằng là mình biết rằng là đây là một cái kinh nghiệm của mình. Với những cái anh chị mà đang tham gia cái nhóm hỗ trợ kiến thức của mình cao ấy, cái nhóm master ấy, thì sẽ biết được rằng là mình gọi cái vùng đáy tím bên dưới này này, gọi là vùng VTCA.
Bởi vì khi nó gọi là BTCA có nghĩa rằng là nó là một cái vùng tranh chấp level A, thì thông thường giá nó sẽ không thể một nhịp thủng được và giá nó sẽ test đi test lại cái vùng BTCA này. Vì vậy rằng là mình biết là mình sẽ chờ mình trong cái cú hồi của giá như thế này. Mình trông chờ rằng là mình sẽ tiếp tục mình có một cú hồi xuống retest, thậm chí là thủng, và mình đã ăn được một lệnh 1-2. Tuy nhiên rằng là cái lệnh này thì giá nó khớp và giá nó chạy quá nhanh. Từ ngày hôm đó mình có nói là mình bận, mình cũng không thể chụp lại được cái ấy. Tuy nhiên là mình được thêm 2% nhờ cái lệnh này. Và còn cái cú mà Bitcoin giảm này thì mình có khớp được thêm một lệnh nữa ở cặp Ancoin, đó là cặp XMR. Đây, cái cú Ancoin thì mình ăn được một lệnh dạng như thế này. Giá khớp lên mình và có một cú hồi ngay sau khi mà chạm vào cái điểm TP của mình. Mọi người để ý đúng không ạ? XMR đây mở 268 và đóng 24974. 268 24974. Đây. Mình ăn được một cái lệnh và mọi người thấy đúng không ạ? Cái điểm mà mình khớp chốt được take profit nó gần như nó đúng đáy. Nếu như anh chị nào mà quan tâm tại sao và cách nào mà mình luôn luôn tìm được những cái điểm vào tương đối khá là đẹp cho cái SL ngắn và làm cách nào để mình dự đoán rằng là những cái vùng TP hợp lý, mọi người thấy đúng không ạ? Đúng đáy. Và sau đó nó có một nhịp hồi. Thì nếu mà mọi người quan tâm thì mình nói rồi, đó là cái sức mạnh của phân tích kỹ thuật. Mình tham gia thị trường này mình không hề có một chút xíu nào cái đoán định, cái tâm linh, cái mong muốn. Hoàn toàn tất cả những quyết định mua, bán, kể cả bên hold spot hay bên đánh future, mình nói với mọi người rồi, mình là một người đang dùng phân tích kỹ thuật để mình làm được việc đó. Và mình cũng dùng phân tích cơ bản, và mình cũng phân tích on chain, và mình cũng phân tích được tâm lý thị trường, tâm lý của cá mập. Và tất cả những cái việc đó hòa trộn lại thì nó giúp cho mình ra được những cái kết quả như thế này. Mình muốn nói với mọi người bởi vì gần đây cái nhóm và cái Facebook của mình cũng đông người, cũng đông anh chị đến hơn. Một số anh chị thì bảo với mình rằng là bây giờ thua tha quá rồi, giúp cho anh chị một vài cái tín hiệu để anh chị đánh gỡ. Thì mình nói thế này ạ, mọi người thông cảm giúp mình. Mình không làm được cái việc đó, nó có hai lý do. Thứ nhất là nếu như một cái tín hiệu mà mình đưa ra cho mọi người nó thật sự là tín hiệu mà mình tin tưởng thì mình là người đầu tiên bán nhà, vay nợ, làm đủ mọi thứ để mình đánh cái tín hiệu đó. Mọi người hiểu đúng không ạ? Nếu mình chắc chắn được cái việc ấy và mình biết là hoàn cảnh của anh chị đang thua tha như vậy, mất thêm là không thể mất thêm được. Đối với mình có thể thua cái lệnh đó mình chẳng sao cả, bởi vì nó chỉ là 1% vốn của mình, vài trăm đô, cũng không có vấn đề gì với mình cả. Và mình thắng thì mình được toàn là tỷ lệ 2-3 gì đó, mình chấp nhận mình thua. Nhưng bởi vì đó là gì ạ? Tiền của mình cho phép mình làm như thế. Nó không phải là tiền vay mượn, nó không phải là tiền mình không thể mất. Nó giúp cho mình tâm lý mình giao dịch thoải mái. Thế nhưng khi mọi người hỏi thì mình nói rồi, mình mà có thể chắc chắn cho mọi người, mình mà có thể giúp mọi người về bờ thì mình rất muốn làm. Mình chẳng cần lấy phí gì cả. Giúp cho mọi người đang thua tha mà về được bờ thì mình rất là muốn. Nhưng mình biết rằng là mình không làm được cái việc thì mình chắc chắn. Mình đưa cho mọi người một cái lệnh mà nếu bị sai, mọi người thêm khổ, mọi người thêm vay mượn, mọi người thêm buồn. Mình không làm cái việc ấy. Thứ nhất rằng là nói thẳng một tức cách như này, mình không được cái gì cả. Thứ hai là kể cả các bạn, các anh chị có bảo rằng là gì, đánh trúng anh chị chia lãi cho mình cũng không dám. Bởi vì nếu như mình chắc ấy, mình chẳng cần lấy cái lãi của anh chị làm gì cả. Mình bán nhà, mình vay mượn, mình kêu gọi, mình huy động. Nói chứ tầm cỡ của mình bây giờ mình làm hết những cái việc ấy cũng có chục tỷ đánh một lệnh. Một chục tỷ mà mình chắc là ăn được 1, 2, 1, 3, bạn biết rồi đúng không ạ? Ăn phát được 20 tỷ, 30 tỷ, có dám không ạ? Mình mà biết thì mình làm ngay. Cho nên là mình muốn ở đây mình nói nó cũng dài rồi, mình muốn mọi người hiểu như này. Trading không phải là cái công việc như vậy. Ừ, mình cứ khoe với mọi người rằng là hôm nay mình lãi, mình khoe thì mình cứ khoe thôi, bởi vì là niềm vui mà. Mình cũng muốn chia sẻ với mọi người. Thứ hai là mình cũng muốn lấy lại cho mọi người những cái niềm tin vào cái thị trường future, niềm tin vào phân tích kỹ thuật để mọi người thấy rằng là gì? À, nếu mà mình học hỏi, à, nếu mà mình kiên trì, kiên nhẫn, mình coi nó là một nghề nghiệp xứng đáng đàng hoàng thì mình hoàn toàn có thể có một cái lợi nhuận, có thể có thu nhập từ cái công việc này. Chứ không phải rằng là trader mình nói rằng là mình đặt cược hết tất cả những gì mình có. Mình thấy đi nhiều diễn đàn Facebook bây giờ, mọi người cứ cà khịa ở dân phân tích kỹ thuật là bán nhà đi mà đánh rồi short thế nọ rồi short thế kia 125x các kiểu. Đừng làm những cái việc ấy nữa và cũng đừng để những người nó ảnh hưởng nữa. Chúng ta là những người trader phân tích kỹ thuật thì hãy cứ kiên trì vào công việc chúng ta đang làm. Chúng ta chưa thắng, học đến khi nào chúng ta thắng. Thử và sai,
giảm số vốn đi, quản lý vốn tốt, không để cháy được, còn vốn thì còn gỡ được. Còn mặc kệ hết những cái người ta nói mình thế nọ thế kia đi. Và nói đấy, mọi người thấy đúng không ạ? Chỉ cần trader thì thích nhất là gì? Trader thì thích nhất là thị trường có xu hướng. Và khi mà mình đã đoán định được cái xu hướng, mình cảm thấy rằng nó đúng rồi, thì mình sẽ thu được lợi nhuận. XMR mình được 3%, Bitcoin mình được 3%, một lệnh 2, tổng cộng 8%. Rất là ngon đối với mình, nó chỉ trong vòng có từ ngày 19 đến bây giờ thôi, có đâu đó là 3 ngày đến 4 ngày thôi, 8% vốn. Không ai cho mọi người được cái số tiền đấy ở ngoài để kiếm lợi nhuận như thế, không dễ đâu ạ. Tất cả đó là gì? Mình vừa nói rồi, bốn cái thứ mình bốn cái kỹ năng, bốn cái phân tích mà mình rất là thuần thục, nó mới giúp mình làm được cái việc ý. Cho nên là mọi người có thể follow kênh của mình, mọi người có thể follow Facebook của mình, mọi người có thể nhìn xem rằng là những nhận định mình đưa ra, mọi người hãy đánh giá với chính cái tầm, cái góc nhìn của mỗi một người, và xem là đoán xem là tại sao mình lại nhận định như thế. Trong thông thường trong các clip mình đều nói lý do mình nhận định, đúng không ạ? Thì mọi người hãy học theo mình, hãy làm theo mình. Mình không nói là mình giỏi để mọi người phải học theo, mà mình muốn nói rằng là cái cách mình đang làm như thế nào. Nếu mọi người thấy hay thì mọi người có thể góp nhặt những cái điều hay đó cho cái quá trình giao dịch của mọi người. Còn lệnh thứ ba về Bitcoin này mới là cái thứ mà mình đang muốn nói với mọi người. Nó mới là cái thứ mà mình cảm thấy tâm đắc nhất trong cái chuỗi oánh của mình đến thời điểm vừa rồi. Lệnh thứ ba này là một lệnh mình đánh ngược xu hướng, đánh sóng hồi. Mọi người thấy đúng không ạ? Và mình đã mở lệnh ở cái vùng 34.450. Đây ạ. 34.450 là cái đường ngang này. Và mình mở lệnh nó ở cái cây tế nó đang giảm. Mọi người thấy đúng không ạ? Và lúc đó mình không đóng lệnh ở điểm này đâu ạ. Mình đã đặt một cái lệnh take profit của mình nó ở 32.500. Và mình kỳ vọng rằng là mình sẽ đạt được một cái lợi nhuận là 1-2. Mọi người lưu ý nhé, mình kỳ vọng rằng là mình đạt được một cái lợi nhuận là 1-2. Tuy nhiên là khi mà giá nó mở lệnh một phát thì mình để ý, mình nhìn thấy hai vấn đề ạ. Lúc đó thì cái động lượng nó xuống rất là mạnh. Mình phải nói rằng là cái động lượng nó xuống rất là mạnh. Mọi người thấy cũng rất là may đúng không ạ? Cái cây đến 30 phút đầu tiên xuống rất mạnh này thì nó gần như là chạm vào cái điểm stop loss của mình. Chỉ còn cách một chút xíu nữa là mình toang. Thế nhưng mà thời điểm này mình có hai lựa chọn. Ngay cái thời điểm đóng cây nến này, mọi người hiểu đúng không ạ? Đây mới là lệnh của mình tâm đắc, nó mới thể hiện rằng là cái kinh nghiệm và cái trình độ của mình. Mình cho mình một phút được hơi bị tự tin một chút, nhưng mà thật sự cái lệnh này mình cảm thấy rằng là đúng, nó mới là cái lệnh mà làm cho mình cảm thấy tâm đắc. Thì sau khi cái cây nến này nó xuống và mình theo dõi thị trường, và lúc đó là thời điểm mà mình có up một cái status lên Facebook đấy. Thời điểm mà mình nói với mọi người rằng là đây, cái thời tiết là 4 tiếng trước này. Và lúc đó là gần như sát cái giờ mà mình vào, mình chuẩn bị phải vào hỗ trợ nhóm kỹ thuật của mình rồi. Thì mình theo dõi thị trường gần như lúc cuối và mình có hai lựa chọn. Một rằng là gì? Mình sẽ để in cái lệnh này, không rời stop loss, và mặc kệ cho nó, là hoặc là sẽ dính, hoặc là mình sẽ chọn cái điểm take profit về cái vùng entry. Thì cái lệnh của mình này nó sẽ đóng hoặc là gì? Hoặc là hòa, hoặc là thua full. Và thông thường mình luôn nói với cả các anh chị mình hỗ trợ đó là gì? Đừng bao giờ rời stop loss, bởi vì đó là một hành động cực kỳ xấu và anh chị sẽ xây dựng một cái thói quen cực xấu đấy. Tuy nhiên là ở thời điểm này mình đã làm một cái việc mà chính mình luôn ngăn mọi người, đó là gì? Rời stop loss. Mình rời stop loss để cho cái lệnh này của mình không còn là 1-2 khi chạm profit nữa. Đây, nếu mà lệnh này của mình đang thắng là mình ăn lệnh này 1-2. Thế nhưng mà mình đã chấp nhận là gì? Mình sẽ chỉ ăn lệnh này 1-1 thôi. Và mình đã hạ cái stop loss của mình xuống cho nó trở lại lệnh này nó thành tỷ lệ 1-1. Mình khuyến cáo với mọi người nha, đây hành động này của mình đấy là gì? Bởi vì mình với kinh nghiệm, với rất nhiều thứ, mình hiểu rằng là gì? Giá nó có muốn thủng, nó cũng sẽ không thủng ngay được xuống dưới. Nó sẽ ít nhất nó phải có một cái nhịp hồi, rồi nó mới thủng tiếp. Và tất nhiên bằng nhiều những cái thứ khác, bằng chỉ báo, bằng đủ mọi thứ, và bằng cả một cái linh cảm nữa. Cái câu chuyện là mình hạ stop loss này xuống, mình không dám 100% là mình sẽ đúng đâu, nhưng nó cũng có một cái linh cảm của mình với 5 năm tham gia thị trường, với 5 năm tham gia cái nghề giao dịch. Và cuối cùng thì mọi người thấy đúng không ạ? Nếu như mình không hạ thì ngay cây nến sau mình toang rồi. Và khi mình hạ nó xuống thì mình đã đạt được một cái take profit tỷ lệ 1-1. Mình thắng thêm 1% ở lệnh này, không nhiều, vài trăm đô thôi, không nhiều, đúng. Nhưng nó làm cho mình rất vui.
Nó làm cho mình cảm thấy rằng là à, bây giờ mình cũng đã đến một cái trình độ level nhất định rồi. Đúng không ạ? Mình thấy rất vui cái lệnh này. Mọi người nhìn trên này mọi người sẽ thấy rằng là cái điểm chốt lời mình là last price này 31.521 này này. Nó không phải là cái điểm 32.500 mà mình đang chọn. Là tại vì sao ạ? Tại vì lúc mình vào mình lấy cái ảnh này ra thì mình đã rời cái stop loss của mình về vùng entry. Tức là nếu như giá nó quay đầu thì mình ngoài. Mình không liều với lệnh này, mình không có để mình liều nữa. Mình đã vượt qua, mình hết lỗ rồi. Mình sang lãi rồi. Mình không bao giờ mình để cho mình dính vào tình trạng này nữa. Và mình đưa cái vùng entry của mình về đây. Lúc đó là mình chỉ lồng lời thôi và may mắn thì nó chốt thành công. Gọi là may mắn thì không phải nhưng mà đúng như dự đoán. Thế là tổng cộng của mình hiện tại rằng là đến thời điểm hiện tại chỉ trong vòng có 4 ngày thôi, bằng những cái nhận định, bằng những cái kiến thức theo sát thị trường, mình đã có 3 với 3 với 2 với 1 là 9%. Tháng này đối với mình là hài lòng. Thời gian giao dịch của mình ít hơn rất nhiều so với tháng trước, nhưng mình hài lòng. Trader thì thích nhất là có xu hướng. Mình luôn nói mọi người đấy là như thế, sợ nhất là nó cứ sideways thôi, chứ nó có xu hướng như thế này thì hoặc là thắng khá khá đấy, hoặc là nếu mà thua thì chúng ta dừng lại. Mình định đưa một cái clip nhận định về thị trường, tuy nhiên là có lẽ là mình sẽ tách nó ra và mình sẽ để nó vào sáng mai. Mình chỉ nói với những bạn clip xem clip này ngay luôn bây giờ, đó là gì? Đừng mua bán gì ở thời điểm hiện tại này cả. Nếu như mà định mua bắt lỗ bắt đáy ấy, cũng được, nhưng mà hãy bắt đáy với điều kiện là các bạn có thể chôn vốn, các bạn có thể lỗ khá khá lâu đấy thì hãy mua. Còn mình thấy tình huống hiện tại mình vẫn nói là gì, mình vẫn tuân theo cái tầm nhìn rằng là giá nó sẽ còn xuống. Tuy nhiên thứ hai, kể cả các bạn còn mua ở đây, mình tin với mọi người, mình cứ tin mình đi, giá nó sẽ còn xuống cái vùng 30 31.000 này một lần nữa. Mình sẽ đưa ra cái nhận định thị trường của mình vào ngày mai, vào buổi sáng ngày mai khi mà mình nhìn nhận thêm một số thông tin. Thông thường đằng sau một cái cú sập giảm sụt giảm mạnh, thị trường đi rất là khó đoán định, đưa ra những cái nhận định lúc đấy thì không khác gì đánh bạc cả. Ngày mai khi mà những cái thông tin mới nó ra, khi mà một số dữ liệu mới nó ra, mình sẽ đưa ra cái nhận định của mình. Còn đây là những cái review của mình về những cái lệnh của ngày, đúng cái xu hướng của mình đưa ra. Hy vọng là mọi người thấy một cái phần nào đó có ích thông qua cái việc review của mình. Nếu như bạn nào quan tâm đến cái nhóm hỗ trợ thì hiện tại mình có nói là mình đang hỗ trợ dở một cái nhóm cao cấp, một cái nhóm nâng cao, những cái anh chị mà cần cầm tay chỉ việc. Sắp tới khi cái lớp này về lý thuyết mình kết thúc thì mình sẽ chuyển sang mình hỗ trợ những cái nhóm người mới. Mình sẽ có một cái nhóm dành cho chuyên những cái người mới mới tham gia, thậm chí chưa đánh future bao giờ. Và mình sẽ hỗ trợ để mọi người có thể giao dịch tự tin đúng cái con đường của một trader chuyên, của một trader gọi là trader đúng nghĩa chứ không phải là một con bạc. Hay gọi là để công việc là chúng ta coi trader trở thành một công việc nghiêm túc, chúng ta trở thành một trader chuyên nghiệp đấy ạ. Thì những bạn nào là những người mới chưa tham gia hoặc chưa có nhiều kinh nghiệm thì có thể, nếu quan tâm đến cái này thì có thể là kết bạn Facebook, nhắn tin cho mình. Hoặc là những anh chị nào, những bạn nào mà đã chơi khá là lâu rồi nhưng mà vẫn chưa có lợi nhuận, chưa có lợi nhuận bền vững, hoặc thậm chí là vẫn đang thua lỗ, thậm chí rằng là vẫn đang cháy tài khoản thường xuyên, thì cũng có thể theo cái lớp này. Mình hãy tin mình đi, những kiến thức của mình nó rất giá trị và nó đáng rất là nhiều tiền. Nếu như chỉ nói rằng là gì, mình bán và mình mất thời gian mình đánh đổi để mình lấy tiền thì cái giá đấy các bạn sẽ không chịu được đâu. Các bạn là những người mới hay các bạn là những người đang thua lỗ, các bạn sẽ không chịu được đâu. Nhưng nếu như các bạn, vì mình vẫn nói từ đây, việc mình làm tất nhiên mình phải có công, tuy nhiên mình cảm thấy rằng là mình đang làm cái này còn thậm chí đang dưới giá trị công sức của mình. Ngoài ra cái nhóm hỗ trợ mình có nói với cả mọi người là kể cả nhóm cao cấp mình đang thu phí rất là cao, hay là cái nhóm sắp tới là nhóm cơ bản thì mình cũng sẽ thu phí ở một mức phí tượng trưng. Thì kể cả phí rất cao hay phí tượng trưng mình đều làm hai việc, đó là gì ạ? Thứ nhất, mình hứa rằng là mình sẽ không giấu giếm một điều gì cả, mình đang làm như thế nào, cái gì mình đã biết mình sẽ đưa hết cho mọi người. Thứ hai là gì ạ? Mình có bảo hành và mình có cam kết trả lại học phí. Nếu như các bạn học xong, với những người cũ học xong mà không thấy có gì mới mẻ, không thấy hiệu quả, hoặc với những người mới học xong áp dụng công thức, áp dụng phương pháp của mình đánh mà thua mà cháy tài khoản, thì mình sẽ hoàn lại học phí, mình sẽ hoàn lại 100% học phí. Tất nhiên với những cái điều kiện chi tiết thì mình sẽ đi kèm và trao đổi với nhau khi mà chúng ta nhắn tin trực tiếp qua inbox. Vậy thôi, đây là những thông tin mình muốn mang đến với mọi người ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người một lần nữa, hẹn gặp lại.